chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để ta sử dụng dao cho nó bền lâu mà không bị sứt mía. Về cái cách sử dụng, về cái kỹ thuật thì tôi sẽ giải thích với các bạn 60 phút. Bây giờ tôi sẽ thái thử đôi dao này. Đây là một con dao thái. Tôi sẽ lọc thịt ra. Đây là một dao chặt. Đây, bây giờ tôi sẽ giải thích các bạn xem. Như con dao này, thì con dao chặt thì ta có thể là dùng để ta chặt xương. Đấy, chặt xương và ta sẽ băm thái bằng con dao này. Ta sẽ băm chặt bằng con dao này. Thì nó sẽ bền, đúng, chuẩn. Bởi vì cái con dao này là ta dùng để chặt. Đấy. Còn con dao này là con dao để ta chuyên thái, ta dùng để thái. Như ta dùng như thế này thì hai con dao, một con thái và một con chặt thì rất chi là ok. Khi ta thái thì ta sử dụng con này và ta chặt thì ta sử dụng con này, thì nó sẽ bền dao mà không bao giờ bị mía dao, dùng rất chi là lâu, có thể hàng 3, 4, 5, 7 năm chưa hư cái đôi dao này. Ta dùng cho đúng cách. Các cụ của ta thường nói thịt nạc thì dao phay, mà xương xấu thì dao dựa. Nếu ta sử dụng không đúng cách thì nó sẽ mía ngay. Ví dụ con dao thái này, tôi đặt con dao chặt xuống đây, con dao thái này mà tôi chặt cái xương này thì nó sẽ bị mía ngay, bởi vì ta dùng không đúng cái mức độ của nó. Ví dụ ngang cái đòn gánh mà ta gánh được con 50 cân thì ta gánh lên 70-80 cân thì nó sẽ bị mía ngay. Đấy, cho nên ta sử dụng dao thái ta dành riêng là thái, và dao chặt như con này thì ta dùng để ta chặt xương và ta băm thịt, băm sườn, chặt sườn, chặt chân giò heo là được. Đấy là cái cách sử dụng dao bền lâu mà không bị mía dao. Đấy, khi ta dùng dao đúng mức độ như thế này, con thái ta giữ thái và con chặt thì ta dùng ta chặt, thì con dao ta sử dụng rất chi là bền, không bị mía, và ta dùng sử dụng lúc nào cùn ta sẽ mài đi thì nó sẽ sắc ngọt như mới. Đấy, đấy là cái kỹ thuật dùng dao. Vâng, video tôi hướng dẫn cách sử dụng dao đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chúc các bạn thành công.